Các em học sinh lớp 9 thân mến, các em sắp làm bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 rồi. Bài ôn tập hôm nay nhằm giúp các em củng cố kiến thức bộ môn ngữ văn lớp 9 để có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra định kỳ sắp tới. Về giới hạn chương trình, các em sẽ ôn lại kiến thức đã học từ tuần 1 đến hết tuần 8 trong nội dung hướng dẫn ôn tập. Cô sẽ cùng các em ôn lại kiến thức về tiếng Việt và tập làm văn. Phần thứ nhất là tiếng Việt. Trong chương trình, bài đầu tiên các em học ở phân môn tiếng Việt là các phương châm hội thoại. Các em được giới thiệu tất cả là 5 phương châm hội thoại, gồm có phương châm về lượng. Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung, không thừa, không thiếu. Thứ hai là phương châm về chất. Khi trao đổi với người khác, các em không nói những điều mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực. Các em cũng cần tránh nói lạc đề để tránh vi phạm phương châm quan hệ nha. Và để người khác hiểu rõ mình nói gì, các em chú ý nói ngắn gọn, rõ ràng, tránh cách nói mơ hồ. Nói về điều này, cô muốn nhắc các em nhớ tuân thủ phương châm cách thức khi giao tiếp. Cuối cùng, nói năng cần tế nhị, lịch sự. Điều đó thể hiện văn hóa giao tiếp của mỗi người. Nói đến đây, các em nhớ phương châm hội thoại nào mà mình cần tuân thủ khi tham gia hội thoại không? À, đó chính là phương châm lịch sự. Tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng đến giá trị giao tiếp, việc vận dụng các phương châm hội thoại cần phù hợp với đặc điểm của tình huống giao tiếp, tránh gây phiền hà cho người khác như nhân vật chàng rể trong văn bản chào hỏi mà các em đã được học trong sách giáo khoa. Và trong thực tế, việc không tuân thủ các phương châm hội thoại có thể bắt đầu từ nhiều nguyên nhân như người nói vụng về, thiếu văn hóa giao tiếp, hoặc có thể người nói phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại, một yêu cầu khác quan trọng hơn. Các em biết đó, khi rơi vào tay kẻ thù thì các chiến sĩ cách mạng thường không tuân thủ phương châm về chất. Đó là vì họ muốn bảo vệ bí mật quốc gia đó các em. Và người nói muốn gây một sự chú ý để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó thì có thể họ sẽ không tuân thủ các phương châm hội thoại. Như tiền bạc chỉ là tiền bạc. Đó là một cái ví dụ cụ thể trong sách giáo khoa mà các em đã được tìm hiểu. Tiếp theo, nội dung kiến thức các em cần củng cố là về cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Có hai cách dẫn lời nói hay ý nghĩ của một người, một nhân vật. Khi các em nhắc lại nguyên văn, lời nói hay ý nghĩ là dẫn trực tiếp. Với cách dẫn này, các em nhớ là phần lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép. Ở ví dụ này, phần lời dẫn trực tiếp chính là câu tục ngữ nước chảy đá mòn. Thứ hai là cách dẫn gián tiếp. Dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của một người, một nhân vật nào đó. Cách dẫn này khác với cách dẫn trực tiếp là phần lời dẫn không đặt trong dấu ngoặc kép. Và trước lời dẫn, ta có thể thêm từ rằng hoặc từ là. Tiếp đến, các em cần nắm vững các cách phát triển từ vựng tiếng Việt. Một trong những cách phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển và biến đổi nghĩa của từ ngữ. Về sự biến đổi nghĩa của từ ngữ, như các em đã được học, ngày xưa từ kinh tế có nghĩa là trị nước, cứu đời, nhưng bây giờ không hiểu theo nghĩa như vậy nữa. Điều đó cho thấy rằng theo thời gian, nghĩa của từ ngữ có thể có sự thay đổi. Và bên cạnh đó, người ta có thể bổ sung thêm nghĩa cho những từ ngữ sẵn có bằng cách phát triển nghĩa của chúng. Có hai phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ ngữ là chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ và
cũng có thể chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ. Các em theo dõi các ví dụ đã được học trong sách giáo khoa trích từ truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Trong dòng thơ chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, từ xuân chỉ mùa xuân, mùa khởi đầu của năm, có nghĩa gốc trong ngày xuân em hãy còn dài, từ xuân có nghĩa chuyển chỉ tuổi trẻ, đầy sức sống. Giữa mùa xuân và tuổi xuân có mối liên quan với nhau, có nghĩa là giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển có mối quan hệ tương đồng, cùng gợi lên sự khao khát, hy vọng, sức sống tràn đầy. Điều đó cho thấy từ xuân trong trường hợp này chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ. Tiếp theo, ở dòng thơ dở kim thoa với khăn hồng trao tay, tay chỉ một bộ phận của cơ thể con người, có nghĩa gốc. Còn cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người, từ tay chỉ một người giỏi một lĩnh vực nào đó, có nghĩa chuyển. Giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển có mối quan hệ gần gũi. Trong trường hợp này, người ta dùng một bộ phận để gọi tên toàn thể. Vậy thì từ tay được chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ đó các em. Và một cách để phát triển từ vựng tiếng Việt nữa là tạo từ ngữ mới để gọi tên sự vật mới được phát sinh đáp ứng nhu cầu của xã hội. Với các mô hình như x cộng tặc, x cộng hóa, vân vân, rất nhiều từ ngữ mới đã được tạo ra làm phong phú vốn từ tiếng Việt. Và các em biết không, mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài cũng là một cách để phát triển từ vựng tiếng Việt nữa. Các em biết không, ngoài những ví dụ được trích, trong đời sống ta sử dụng rất nhiều những từ mượn tiếng Hán như quân y, giảng viên, trung tâm, trắc nghiệm, hóa học, vô danh, thiện nhân, nhân từ và còn rất nhiều từ nữa. Có thể thấy, bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là từ mượn tiếng Hán mà chúng ta thường gọi là từ Hán Việt. Cuối cùng là kiến thức về thuật ngữ. Như các em đã được học, thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường được dùng trong các văn bản khoa học công nghệ. Các em nhớ là thuật ngữ có tính đơn nghĩa, nghĩa là trong một lĩnh vực khoa học công nghệ nhất định, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm mà thôi, và mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ. Đặc biệt bởi thường được dùng trong các văn bản khoa học công nghệ, nên thuật ngữ không có tính biểu cảm nha các em. Các em có thể củng cố kiến thức về thuật ngữ bằng cách đọc lại các ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 88-89. Sau đây là các nội dung kiến thức trọng tâm ở phân môn tập làm văn mà các em cần củng cố. Thứ nhất là kiểu bài thuyết minh. Các em đã học kiểu bài này ở lớp 8. Chương trình lớp 9 đòi hỏi cao hơn. Các em cần sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như là so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, v.v. cùng với lại các yếu tố miêu tả trong bài làm của mình. Kết hợp được các yếu tố này, bài viết của các em sẽ sinh động, hấp dẫn. Điều cốt lõi là các em phải nắm vững dàn bài chung của thể loại thuyết minh. Như khi thuyết minh về con vật nuôi, cần triển khai theo trình tự nào? Thuyết minh về loài cây thì triển khai thế nào? Có nghĩa là các em phải nhớ thật kỹ dàn bài chung của kiểu bài thuyết minh đã được thầy cô hướng dẫn ở lớp 8 các em nhé. Tiếp theo là kiểu bài tự sự. Đây là kiểu bài các em đã được học ở lớp 6 rồi. Với học sinh lớp 9, khi làm bài tự sự, cần chú ý vận dụng kết hợp các yếu tố
các em có thể đan xen các yếu tố miêu tả nội tâm, đối thoại, độc thoại nội tâm, nghị luận khi làm một bài văn tự sự. Trong khuôn khổ của bài ôn tập này, cô trò chúng ta sẽ chỉ ôn lại tác dụng của yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự mà thôi. Đầu tiên là vai trò của yếu tố miêu tả. Khi các em thực hiện đề 1 sách giáo khoa trang 105, các em cần kết hợp miêu tả sự thay đổi của trường mình vào 20 năm sau cùng những nét xưa vẫn còn lưu giữ. Việc miêu tả một số chi tiết cảnh vật như vậy sẽ giúp cho câu chuyện về lần trở về thăm lại trường xưa trở nên sinh động hơn. Và sau 20 năm trở về trường xưa, cảm xúc của em như thế nào? Là sự xúc động, bồi hồi, biết bao nỗi niềm khi trở lại ngôi nhà thân thương mang tên Chu Văn An. Tái hiện những cảm xúc, suy nghĩ, diễn biến tâm trạng của nhân vật là miêu tả nội tâm. Các em có thể miêu tả nội tâm theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Đây là biện pháp quan trọng để xây dựng nhân vật, làm cho nhân vật sinh động đó các em. Và khi trình bày diễn biến sự việc ở phần thân bài, các em nhớ trình bày theo trình tự để bài viết đủ ý, rõ ràng. Đó là sự việc khởi đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào, sự việc kết thúc. Trên đây là một số nội dung kiến thức cần thiết được ôn lại để các em có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 sắp tới. Chúc các em làm bài thật tốt.